Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhiệt Vải anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em ha. Rồi lên cho anh em mấy cái máy sát. Mấy cái sát máy mài tắt một tắt này nghe anh em. Đó, Makita ha. Bốn con này là bán cho anh em là 350 ha, chuyển khoản đủ bao ship anh em. Em lưu ý là dòng điện là 100V ha. Thì tình trạng máy á, thì có con này test rồi không chạy ha. Còn ba con này chưa test không biết sao. Ừ. À, cái này thì nó cứng rồi nè ha. Ừ. Vậy cho anh em mình sang đồ chế cháo vậy ha. Đây, một con này là 9520 ha. Đây một con nữa nè, 9520. Con này này hai con này. 9500. Đó, 9500 nè. Con này mắc tem LED rồi nghe anh em. Đó. Rồi như hình, 4 con 350 ngàn, chuyển khoản đủ bao ship luôn nha anh em.